Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Vi tính Hình Lâm nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cấu hình Mail Outlook 2010. Rồi, đầu tiên các bạn mở trình duyệt web lên và các bạn đăng nhập tài khoản mail cho mình nha. Đây mình sẽ nhập cái password, cái mail của mình. Rồi, nếu mà các bạn có hiện thông báo xác nhận thì bạn chọn xác nhận nha. Rồi, các bạn click vào cái hình biểu tượng bên dấu chấm. Rồi các bạn chọn một tài khoản nha. Rồi các bạn chọn cho mình ở góc bên trái bảo mật. Rồi các bạn đưa cái thanh công cụ xuống. Các bạn bật quyền truy cập. Rồi các bạn kéo chuột cho nó bật lên nha. Rồi tiếp tục các bạn click vào cái biểu tượng những dấu chấm. Các bạn chọn Gmail. Rồi các bạn click vào cái mục cài đặt. Các bạn xem tất cả các chi tiết cài đặt. Rồi các bạn chọn cho mình chuyển tiếp Bob và Emacs. Các bạn chọn một bật chức năng của Bob và các bạn bật cái Emacs lên nha các bạn. Nếu mà các bạn cái mail các bạn bị tắt đi thì các bạn bật lên nha. Rồi các bạn kéo cái thanh công cụ xuống rồi các bạn lưu lại cho mình, lưu thay đổi. Rồi các bạn vào cái mục cài đặt lại nha. Rồi các bạn vào cái mục bóp phẩy mắt. Các bạn hướng dẫn cấu hình đó các bạn. Trên cái mail mình nó sẽ có cái hướng dẫn các bạn đọc những cái thông tin đó. Các bạn nhớ những cái hướng dẫn của trên cái mail của mình có nha. Rồi các bạn vào control panel để chọn mail. Rồi ở đây nó cũng hiện ra hai dòng, cái dòng trên thì nếu các bạn chọn dòng trên thì mỗi lần các bạn vô cái Outlook thì nó sẽ hiển thị cái tên mà bây giờ chúng ta sẽ tạo ra, còn cái dòng dưới thì nó sẽ không có hiển thị. Khi các bạn bật cái Outlook lên thì nó sẽ tự động vô luôn. Rồi đây thì các bạn gõ vào mục ADD, rồi các bạn gõ tên cho mình Gmail, rồi các bạn nhấn OK. Rồi sau khi hiện bản thông báo, các bạn chọn dòng cuối cùng cho mình rồi nhấn Next. Rồi chọn cái mục Adobe Mac và Mac. Rồi ở đây các bạn điền tên của các bạn vào. Dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ email của các bạn, cái Gmail của các bạn đó. Rồi ở đây cái dòng các bạn đọc cái thông tin. Ở đây các bạn chọn email. Cái giọng kế tiếp thì bạn gọi cho mình bóp gmail.com. Rồi cái giọng tiếp theo thì các bạn gõ smtb.gmail.com. Ở đây thì bạn đánh password của cái Gmail của mình.
xong rồi các bạn chọn cho mình một small setting, rồi các bạn click vào cái dòng đầu tiên, click chuột vào, rồi các bạn chuyển sang thanh advanced. Rồi cái dòng này thì các bạn trả lại cái Gmail, cái hướng dẫn cấu hình Gmail lại, các bạn đọc cho mình nha. Đó, cái IMAP Gmail thì các bạn chọn cho mình một SSL cộng là 993, còn cái ở dưới thì là TLS và 587 cộng 587. Rồi các bạn nhấn OK. Rồi các bạn chọn test setting. Rồi nếu các bạn test mà nó hiển thị ra những cái dòng xanh đó là OK rồi nha các bạn. Rồi các bạn đóng lại, rồi các bạn nhấn next để chúng ta thiết lập cấu hình. Rồi như vậy là quá trình mình đã xong. Rồi các bạn nhấn OK. Các bạn lúc nãy mình cũng đã nói rồi, các bạn chọn dòng đầu tiên thì mỗi lần chúng ta bật cái Outlook lên thì nó sẽ hiển thị cái tên của mình vừa tạo. Rồi ở đây thì khi vừa bật lên thì các bạn chờ cho đến cho nó load cái những cái mail của mình xuống nha, những cái tin nhắn. Mình vừa tắt và bật lại nó đã vô rồi nha các bạn. Ở đây cái mail mình hơi nhiều cho nên nó load sẽ hơi lâu. Thì các bạn mail của bạn nhiều tin nhắn thì nó sẽ đợi nó sẽ load hết tin nhắn thì nó sẽ hiển thị xong. Ở đây mình tới mấy ngàn tin nhắn nên quá trình nó load hơi lâu. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách cấu hình mail Outlook, cấu hình mail cho Outlook 2010. Đây là cái video hướng dẫn mới nhất của mình. Các bạn cứ làm theo cái video của mình thì chắc chắn các bạn sẽ cấu hình được cái Gmail của mình. Rồi nếu các bạn thấy cái video này thực sự hữu ích thì các bạn thể cho mình một lời bình luận để góp ý kiến cho cái video của mình. Và nếu video mà có cái điều gì sai sót thì các bạn cũng bình luận và mình sẽ tiếp nhận và mình sẽ cố gắng hoàn thiện ở những video tiếp theo để cho cái những video mình tạo ra sẽ thu hút người xem và đem đến những cái điều hữu ích nhất cho mọi người. Rồi một lần nữa cho phép kênh Phi Tính Thành Lâm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.